Tin mừng theo Thánh Matthew. Các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Mở lòng để tin. Đức Giêsu đến gặp gỡ con người và nói cho họ biết về nước trời. Vì nước trời là một màu nhiệm khó hiểu, nên người dùng những kiểu sánh ví để diễn tả mà chúng ta gọi là dụ ngôn. Nói cách khác, dụ ngôn dùng để nói với những người trong cuộc, những người sống trong tình thân với nhau. Vì thế, để hiểu được dụ ngôn, cần phải có hai đức tính quan trọng. Đó là tâm hồn rộng mở và ước muốn tìm hiểu. Với các môn đệ, vì đã được đón nhận vào cộng đoàn của những kẻ tin Đức Giêsu, nên các ông có thể hiểu rõ những mầu nhiệm. Trái lại, những kẻ ở bên ngoài, như các luật sĩ và biệt phái, vì kiêu hãnh, khép kín, định kiến, thì khi nhìn vào các mầu nhiệm, họ chỉ thấy bí ẩn và khó hiểu. Hôm nay Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ: phần anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Ước gì chúng ta được vào số những người môn đệ của Đức Giêsu, nghĩa là những người thấy, nghe và hiểu, cũng như nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc sống. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con khiêm tốn thấy Ngài đang tỏ mình giữa lòng cuộc sống. Amen.